Khắc phục cái lỗi con LG PL7 anh em nhá, bật to sập này. Đấy, cái dòng PL7 hay bị lắm anh em ạ. Sau đó là đến bệnh bật to rè này. Đấy, cũng bệnh tiếp theo và bệnh sạc không vào đấy, của những dòng này. Con này bị Bluetooth cũng có mà ít anh em nhá. Từ cũng có Bluetooth bị nhưng mà hiếm lắm. Có mỗi cái loa này cái phần công nghệ nó hơi dở một cái là bật to nó kêu tích một cái anh ạ, nó giảm âm lượng nên là nghe rất là khó chịu. Hãng nó không sửa cái này anh ạ, mỗi ghi thôi. Từ công nghệ nó có nhưng mà nó không sửa anh ạ, đây là như thế. Còn dòng này thì anh em cứ dùng sạc 5V cho mình nhá. Em này, lên nhá anh thấy không? Cắm mà lên này, lên là 7W sạc anh em nhá. Ok này. Rút ra về không này. Cắm lên 7W này. Dòng này chỉ dùng sạc 5V anh em nhá. Nhắc nhắc đi nhắc lại nhiều rồi, nhiều ông toàn quên rồi. Đây, cái sạc 5V nó ghi đâu để cho anh em biết sạc này, không lại bảo mình không nhắc anh em đây. Đây là cái đế ở chân nhá anh em nhìn này. Em nhìn này. Nó ghi 5V 10W em thấy không? Đây này. Đấy, anh em thấy không? Anh em thấy không? Đấy, 5V 10W từ tối đa anh em nhá, tức là con này nó hỗ trợ sạc đến 10W tối đa thôi. Thì sạc 7-8W ok. Chứ không phải là anh tức là dùng sạc 5V 2A là ok, chứ không cần phải sạc nhanh quá anh em nhé. Đấy, tự động anh nhìn cái thông số máy nó ghi này. Đấy, nó ghi rất rõ nhưng mà anh em bây giờ toàn dùng sạc nhanh thôi nhỉ. Các con sạc nhanh bây giờ nó chạy ra 12V 9V nên nó rất dễ bị sự cố con loa này. Đấy không phải tiên nó hay hỏng thôi nhỉ. Nó nguyên nhân của nó hết đấy. Đây, chả như con sạc này này, em nhìn thấy ngon không? Đấy anh em nhìn này. Nó ra cả 9V cả 12 này, 1.6 này. Trong khi nó chỉ cần mỗi là 5V 3 là tối đa thôi. Thì nó ra rất nhiều loại mức áp khác nhau này. Đấy, thì làm sao mà trả loa nó trả hẹo luôn em. Thế mỗi thế thôi, còn lại phần fix đi xong thì chạy bình thường. Lại ngon nhưng mà mới mua anh nhỉ. Con PL7 được cái nghe là ok nhất đấy, trong tất cả cái dòng loa này. Giá rẻ đèn đóm nhiều. Và thời gian sử dụng như mình dùng mình chưa thấy nó bị sự cố về cái phần vỏ dùng lâu nó mủn đấy. Chứ cái thằng XB là thấy nó mủn rồi anh nhỉ.